Rồi, chào quý anh em nha. Này Gia Yên Yên Thái Food Lot lại tiếp tục về hàng rồi anh em ơi. Quá là vui luôn, quá là đã rồi anh em ơi. Gia Yên Yên Thái Food Lot nè. Rồi, thì cái da này là bóc từ trong cái Gia Yên Yên Thái để sắt ra nha anh em nha. Do bên Thái cái nhu cầu của bọn nó là xài mút với lại cái da của bọn nó làm, cho nên là cái da yên này không có được chuộng ở bên Thái anh em ạ. Thì ông anh mình ổng lấy cái lót ra ổng cái mút với lại cái đế đó bán bên Thái nó còn đắt hơn cái yên nữa. Thì ông đẩy về cho mình cái da này, nói chung là giá rẻ như cho luôn, cho nên mình bán cho anh em giá cũng mẹ siêu sốc luôn em ơi. Đây một con da yên nha anh em nha, da yên rim Thái cực kỳ đẹp luôn nha, dày lắm, dày siêu dày luôn. Anh em biết bao nhiêu tiền không? 65.000 một miếng nha anh em nha. Nè bình thường anh em thấy cái da yên của rim Thái bình thường nó không có cái lót này đâu, cái lót này là chỉ có những cái da xịn đó, tầm 200-300 ngàn nó mới có thôi. Cái da của Đạt đó là da jean luôn nha, da jean luôn chứ không phải là da hàng đều nha anh em nha. Da jean luôn của yên đi Thái đế sắt gỡ ra luôn. Mà da là da mẫu sần, bọn mình Thái là không thích cái mẫu này. Đây. Nó sần sần lên đó anh em. Nó sần cứng cứng lên nhưng mà nó rất là êm. Êm nó nè anh em thấy cái này nó phình lên trên luôn nè, thấy không? Cái này nó sẽ phình lên trên luôn nè, phình lên trên luôn nè. Êm lắm, nó êm như sofa vậy đó. Thì mà cái miếng da này nó rất là dày anh em ha. Thì đó một miếng như vậy có 65.000 nó full lot luôn, lâu rồi mình mới quay lại tại vì bữa giờ cũng ít hàng, anh em cũng lười bán, nay nó về tầm 200 miếng đó thì quay lên cho anh em chơi. Nói chung cái này 200 miếng thì mình bán cũng nhanh đó anh em ơi, tại vì có 65.000 miếng là tính ra 10 miếng mới có 650 thôi. Mà anh em biết rồi đó, anh em đi bấm yên ở ngoài đường á, một cái miếng da cùi thì là cùi luôn, là cộng thêm tiền công bấm nó cũng đã 100.000 rồi anh em. Nó thật sự với anh em là như vậy, 100.000 là rẻ đó, mình nói thật 100.000 là rẻ đó chứ không ai bọc yên 100.000 đâu, hiếm đó. Bây giờ như dưới Sài Gòn đợt đợt bọc cái xe cỏ kia đã 150 rồi, thì tính ra nguyên miếng như này mà có lót luôn nha, có lót đàng hoàng luôn, em về lên xe đẹp ngồi cực kỳ êm luôn. Bình thường á là như đặt thấy á, là nếu mà mấy cái da mà đợt chưa đặt bán á, nó có lót của Thái luôn, nhưng mà nó chỉ lót có khúc này và khúc này thôi, khúc này nè và khúc này thôi, phần trên đây và phần dưới đây thôi, chỗ này giữa này nó không có. Còn cái này nó full hết từ trên xuống dưới luôn, nghĩa là anh em ngồi cái yên này là cực kỳ êm luôn, nó chỉ trừ những cái chỗ mà anh em không ngồi lên là nó không có lót thôi, còn lại là êm cực kỳ luôn. Còn đây là nét chữ Honda này, anh em nhìn giúp cho Đạt coi cái nét chữ này phải nét chữ của hàng xịn không, chứ hàng đều là mình chưa thấy nét chữ nào mà đẹp như thế này. Đường gân của nó là đường gân nhỏ nha, chứ không phải cái đường gân to tổ bố như mấy cái da yên đều nha anh em nha, nó ngồi nó cấn muốn chết luôn đó. Còn những cái rãnh này, cái rãnh này thì anh em thấy nó nổi lên ha, tại vì sao, tại vì nó có lót ở trong, nó nổi lên hẳn lên ở trên này rất là đẹp. Nói chung cái yên này á, vào form thì cực kỳ là đẹp, vuông xe vuông vức yên rất là đẹp đó. Và cái mức giá thì 65.000 miếng thôi, nói chung giá này thì không thể nào mà phàn nàn được với cái da này rồi. Là nó thật sự mỗi lần mà đặt lên cái da này, anh em không lấy ít đâu anh em, lấy người ít nhất là 2 miếng, 3 miếng, 5 miếng không à. Thực ra cái này thì đã có bán lẻ một miếng luôn, em lấy một miếng vẫn bán, nhưng mà đa số là những anh em lấy người ta để dành anh em. Tại vì anh em biết rồi, cái da yên xe mà xài một thời gian là nó lủng, nó hư tùm lum hết á. Cho nên là rồi mèo cào rồi bị quẹt hay là chở hàng này kia anh em nó bị rách là rất là bình thường luôn. Kể cả da mà đều đều anh em xài lâu nó tự bung chỉ, nó tự rách luôn. Còn cái da này thì nói chung là rất là trâu. Đây, mình cầm xé cho anh em. Xé. Rồi không rách được nha anh em nha, không bung nổ chỉ đâu. Này hàng Thái nên là xịn lắm anh em ơi. Hàng của nó luôn mà. Đó, thì với cái giá 65.000 mình khẳng định với anh em, miếng da yên này là một trong những cái miếng da yên tốt nhất trên thị trường hiện nay mà có mức giá 65.000. Rồi, cam kết với anh em luôn. Anh em nào chơi thì liên hệ với Đạt nha. Có lẻ một miếng cho anh em luôn, hoặc anh em lấy 5 7 miếng gì cũng có cho anh em, tại vì đợt này mình về được 200 miếng luôn. Còn anh em nào lấy xỉ tầm ngàn miếng chắc không có đâu anh em ơi, tại ngàn miếng bây giờ không có đủ đâu. Ok, cảm ơn quý anh em rất là nhiều và hẹn anh em vào những video tiếp theo nha.